Xin chào mọi người, mình là Daniel tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Ngay bây giờ là 2 giờ rưỡi sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Biết vừa rồi là mình cho bạn những cái mốc và những cái giá khoảng cỡ mình nghĩ cũng cả tháng trời rồi. Mình biết là những cái gì mình đã chia sẻ cho bạn nó cái phần trăm chính xác rất cao, nhưng cái đó không phải là cái mục tiêu mình làm ra cái kênh Tiền Academy. Cái kênh mình cái ở trên TikTok cũng giống như ở trên YouTube, và YouTube là chính bởi vì nó mình có thể làm được những cái video dài hơn 3 phút. Nhưng cái mục tiêu của mình á là mình muốn cho bạn có một cái móng vững chắc để bạn có được cái ngày có được là gọi là tự do tài chính những tháng và năm tới đây. Thì vừa rồi mình làm khá nhiều những cái video cho bạn những cái giống như những cái móc, đúng không? Giá này lên xuống như thế nào thì mình tại bởi vì mình áp dụng vô chính bản thân mình thì mình thấy nó rất là chính xác. Nhưng cái đó không phải là mục tiêu. Mình không muốn bạn nghĩ cái kênh này là cái kênh mà cho bạn những cái móc mà kiếm ăn chút chút. Không phải. Không phải là mục tiêu là vậy. Cái mục tiêu là để bạn mở mang ra được cái kiến thức về tạo dựng làm sao để mình có được tự do tài chính những tháng và năm tới đây. Bởi vì vậy, chủ yếu là dẫn dắt bạn để tới được cái kênh Tiền Academy ở trên YouTube để bạn coi những cái video dài, để bạn có nghĩa là những gì bạn cần xóa bỏ thì bạn xóa bỏ, nó không giúp cho bạn được thì xóa bỏ, còn những cái gì nó tốt, ok, về tài chính thì bạn nên cập nhật nó để bạn thay đổi được cái gọi là cái tư duy của bạn. Bởi vì nếu mà bạn thay đổi cái túi tiền mà bạn không biết sử dụng cái đồng tiền đó thì chắc chắn bạn sẽ không có được cái ngày có gọi là tự do tài chính. Nhưng mà cái đó không phải là mục tiêu của mình. Mục tiêu cũng là cho bạn có được tự do tài chính. Thì những cái ngày và tuần tới đây mình sẽ tập trung làm sao xây dựng cho bạn cái móng, ok, để làm sao bạn làm ra được nhiều đồng tiền hơn, làm sao bạn biết đầu tư, làm sao bạn biết tích lũy, ok. Thì cái đó mới là cái mục tiêu của Tiền Academy. Thì ok, xin chào mọi người.